Từ thành phố Houston, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đại Gia Đình Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 26 tháng 4 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị một tuần lễ có nhiều dầu giàu sức khỏe, vạn sự như ý. Bây giờ xin chào anh Đinh Quang Tiến. Anh Đinh Quang Tiến ngày hôm nay không phải ở thành phố Houston mà ở một nơi rất là xa. Hình như anh đi vận động tranh cử cho ai chăng? Ở Pennsylvania phải không thưa anh? Kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel, chào anh Hoàng Bách. Thực ra thì nhân dịp cái thời tiết tốt và cuối tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng làm một cái cuộc đi du hành thăm viếng gặp gỡ một số các bạn bè thân hữu từ xưa tới giờ. Thành ra hiện giờ chúng tôi đang ngày hôm qua thì ở Washington DC, hôm nay chúng tôi đang ở thành phố Philadelphia. Chúng tôi cũng có dự ngày hôm trưa. Trưa hôm qua thì chúng tôi cũng có dự một cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 do cộng đồng người Việt ở Philadelphia tổ chức ở đây. Thì nói chung tinh thần và cái khí thế của cộng đồng người Việt tị nạn ở thành phố Philadelphia này vẫn còn rất tốt và tinh thần của mọi người rất là hăng hái và tích cực trong những cái sinh hoạt về vấn đề nêu cao chính nghĩa của người Việt quốc gia tại thành phố này. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, ở thành phố Houston thì tổ chức 30 tháng 4 vào chiều thứ bảy, cũng số người tham dự cũng đông. Nhưng mà nói chung đó là tính tới hôm nay là 49 năm rồi, chỉ còn một năm nữa là đánh dấu 30 năm. Không biết là ở Philadelphia, nhân cái cơ hội này anh Tiến có thể cho biết là cái cộng đồng người Việt mà ở Philadelphia có đông không thưa anh? Cộng đồng người Việt tại thành phố Philadelphia này thì có khoảng trên dưới 25.000 người cũng sống ở trong những cái vùng đông dân cư và một số những cái khu vực có những cái khu chợ thương mại, thấy những cái tiệm thương mại quây quần với nhau và họ cũng có những cái sinh hoạt tương tự như ở các thành phố đông người Việt Nam chúng ta như là California, Houston, Washington DC, Seattle vân vân. Tuy nhiên vì cái số người Việt ở đây chỉ có khoảng trên dưới 25.000 người, cho nên dĩ nhiên là cái vấn đề sinh hoạt ở đây cũng không có được rầm rộ và đông đúc như ở những cái thành phố như chúng tôi vừa kể. Nhưng mà cái tinh thần nói chung vẫn là những cái tinh thần rất cao của cộng đồng người Việt tị nạn quốc gia chống cộng sản. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, trước khi mà gửi tới những cái tin tức thêm để anh Tiến mời nói thêm thì chúng tôi xin gửi đến quý vị những cái tin tức mà có thể liên quan cuối tuần vừa qua. Thì thưa quý vị, trong vòng người ta nói là ông Tập Cận Bình sau 5 năm không có xuất hiện đi Âu Châu, thì mới vừa Bộ Ngoại giao của Trung Quốc mới vừa thông báo ông sẽ đến thăm Âu Châu, ông thăm Pháp, Serbia và ông thăm một quốc gia nữa là Hungary vào ngày 5 tháng 5 tới, sắp tới đây. Đây là lần đầu tiên mà ông Tập Cận Bình đi ra ở Âu Châu kể từ cái ngày gọi là COVID-19, cũng như là cái sự giữa Âu Châu và Trung Quốc không có mặn nồng về vấn đề thương mại. Thì bây giờ ông có lẽ nhân cái cơ hội mà kỷ niệm 65 năm Pháp bang giao với Trung Quốc, cho nên ông đi một chuyến. Và trong cái chuyến mà hội họp với các tổng thống Pháp đó, thì họ đề cập tới vấn đề là gọi là khủng hoảng quốc tế về Nga, Ukraine, vấn đề Trung Đông, vấn đề thương mại như hợp tác khoa học, hợp tác thể thao và giải quyết các thách thức của toàn cầu, ví dụ như khí hậu. Đó là cái tin thứ nhất. Thứ hai, đây là cái tin từ ở Do Thái đưa ra, thì chính phủ Do Thái đang cân nhắc và nghĩ rằng tòa án hình sự quốc tế gọi tắt là ICC đó sắp ban hành một cái lệnh bắt thủ tướng Do Thái cũng như là ông bộ trưởng quốc phòng và thủ lãnh của Hamas, bởi vì họ cho rằng là những người này đã diệt chủng trong cái vụ tàn sát người dân của Do Thái vào ngày 7 tháng 10, cũng như là sau đó thì Do Thái tìm cách là trả đũa Hamas, nhưng mà số người Palestine bị chết ấy, lên tới khoảng 34.000 người rồi thưa quý vị. Cho nên tòa án hình sự quốc tế họ sẽ đưa ra cái lệnh bắt
ông thủ tướng Do Thái và ông bộ trưởng quốc phòng, cũng như là ông tổng tư lệnh quân đội của Do Thái cũng kể Hamas. Đây thì Mỹ và Do Thái đang cân nhắc để làm sao mà giảm thiểu cái vấn đề hay là can thiệp để vấn đề này nó không xảy ra. Bởi vì trên thực tế nhiều người nói là trước đây đó tòa án hình sự quốc tế cũng bắt ông Putin nhưng mà rồi đâu có làm gì. Nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái tòa án hình sự có tính cách đạo đức, cho nên họ đưa ra có tính cách là chế tài hoặc là họ làm cho cái quốc gia nó mất uy tín trên trường quốc tế. Cho nên nếu mà Do Thái bị liệt kê vào những cái quốc gia hoặc là thủ tướng đó, thì tự nhiên là Do Thái thì trước đây được nhiều nước trên thế giới cảm tình, thì bây giờ cái nước Do Thái coi như là tội diệt chủng ở người thủ tướng đó cũng là mất uy tín đó thưa quý vị. Một cái tin nữa thưa anh Tiến và quý khán giả, nhiều người cho rằng là như ông Trump đó, ông không tin vào cái khí hậu thay đổi trên thế giới và những người cộng hòa MAGA cũng không tin như vậy. Nhưng mà đây là sự trả lời, các nước ở châu Á đang hứng chịu một cái cơn nóng kinh khủng chưa từng có, như là ở Việt Nam, ở Thái Lan và nhiều quốc gia, riêng ở Philippines đó thì chính phủ cho biết là ra lệnh đóng cửa các trường công lập trên toàn quốc bởi vì cái nhiệt độ quá nóng và không chịu nổi. Mà ở trường học thì là không có máy điều hòa không khí cho nên cũng là tạm thời. Và trong khi đó thì ở bên Lào họ cũng chưa thực hiện nhưng mà họ đang cân nhắc để cho các em học sinh nghỉ vì cái nhiệt độ quá nóng dễ đưa tới cái vị nguy hiểm. Đó là những cái tin tức thế giới. Bây giờ trở lại vấn đề Việt Nam. Khi anh Tiến nói về cái vấn đề 30 tháng 4, đây là kỷ niệm 49 năm rồi thưa quý vị. Người Việt thì ở hải ngoại vẫn quan tâm là làm thế nào để cho đất nước sớm có tự do dân chủ. Bây giờ anh trở lại vấn đề Việt Nam. Thưa anh Tiến, sau 49 năm, kể từ năm 1975 thì chúng ta thấy là hiện tại đó, dường như là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị khủng hoảng về vai trò lãnh đạo. Bởi vì sao? Ở trong nước gọi là tứ trụ, là có tứ trụ là tổng bí thư, chủ tịch nước, rồi chủ tịch quốc hội và thủ tướng. Nhưng mà qua cái thời gian vừa rồi thì ông Trạm Nguyễn Phú Trạm ông đốt lò, cho nên cuối cùng chúng ta biết là sự đốt lò đó nó ảnh hưởng rất là lớn, cho nên nhiều người đã đi vào lò của tôi, của cô gì cũng đi vào lò của ông Nguyễn Phú Trạm cả. Vì cái lý do đó cho nên chúng ta biết là hiện tại đó, cái nhân vật mà gọi là chủ tịch quốc hội là ông Vương Đình Huệ, trước đây chúng tôi cũng đưa tin là ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội là nhóm Nghệ An, thì trong cái thời gian gần đây ông Vương Đình Huệ, trước khi mà bắt ông Vương Đình Huệ đó thì những người là như là ông Phạm Thái Hà cũng bị bắt, và ông Nguyễn Duy Hưng. Ông Phạm Thái Hà là coi như là những thuộc viên, là một cái người gọi là trợ lý cho ông Vương Đình Huệ mà nhóm Nghệ An, cho nên ông Vương Đình Huệ có dính dáng với cái xăng sao, tức là công ty Thuận An, công ty Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng. Thì khi mà ông Vương Đình Huệ lên đường đi tới Bắc Kinh vào ngày mùng 7, thì chiều ngày mùng 7 là ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt rồi thưa quý vị. Nhưng mà báo chí trong nước không đề cập tới. Rồi tới ngày 12 khi ông Võ Đình Huệ trở về, ông Vương Đình Huệ trở về thì chúng ta biết là khi xuống phi trường đó thì cái người trợ lý mà cũng là phó chủ nhiệm của quốc hội là ông Phạm Thái Hà bị bắt. Ông Phạm Thái Hà bị bắt đó thì bắt ngay ở phi trường, nhưng mà báo chí cũng không có đưa tin. Mãi cho tới sau ngày 15 thì người ta mới thấy là ông Vương Đình Huệ nữa là coi như là làm đơn xin từ cất chức vụ ở trong đảng. Và khi ông Phạm Thái Hà bị bắt đó, họ quy ông Phạm Thái Hà hai tội. Tội thứ nhất là tội tham nhũng, nhận tới 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Rồi cái tội thứ hai là lợi dụng chức quyền để làm mất uy tín của đảng và nhà nước. Cho nên hai tội này ông Phạm Thái Hà bị ông Phạm Thanh Hà bị bắt, Phạm Thái Hà bị bắt. Thì chúng ta biết sau đó thì ngày 16 thì coi như là ông Vương Đình Huệ tự làm đơn xin từ chức các chức vụ, thì lúc bây giờ báo chí mới nêu mới, mới 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 công khai. Thì thưa quý vị, thì sau khi quốc hội đã lập đảng thì hiện tại bây giờ chúng ta biết tứ trụ thì bây giờ còn có hai trụ rồi, rất là hai trụ mà chưa biết ai sẽ thay thế. Tạm thời là bà chủ tịch quốc hội thì có thể bà Trương Thị Mai, nhưng mà chủ tịch nước thì chưa có ai.
thì người ta đặt câu hỏi là như vậy là cái đối thủ của ông Vương Đình Huệ là ai, họ muốn biết cái đối thủ là ai, có cái tham vọng gì. Bởi vì khi nói tới hồ sơ mà các đảng viên đó từ trước tới giờ thì có người bộ trưởng bộ công an là họ thường nắm các hồ sơ, không ít thì nhiều, hầu hết, nghĩa là đã vào đảng viên mà chức là nhỏ chức lớn gì cũng có tham nhũng. Nhưng mà tại sao tới giờ này thì công an mới dỡ cái hồ sơ của ông Vương Đình Huệ, lý do tại sao, và đó là cái đối thủ lợi hại. Một điểm nữa mà chắc là nhờ anh Tiến cũng phân tích, khi ông Tập Cận Bình mà ông tiếp ông Vương Đình Huệ và cái phái đoàn đó tới 5 ngày ở Trung Quốc thì cũng mất thì giờ, mất nhiều lắm. Nhưng mà như vậy thì người ta đánh giá hỏi dấu hỏi là tại sao tình báo Trung Hoa Hải, là Trung Nam Hải, là cái loại tình báo rất là tìm ở họ nắm cặn kẽ ở các cái nước mà coi như là đồng minh của Trung Quốc. Vậy thì cái sự thay thế ông Vương Đình Huệ mà tình báo Trung Hoa, Trung Hoa Nam Hải không biết được chuyện này sao, để ông Tập Cận Bình phải tiếp. Mà mắc mặt nhất là khi tiếp sang về tới nơi đó là coi như cái người phụ tá của ông đã bị bắt liền, thì cái điều đó cho thấy là nó không những mắc mặt của Trung Quốc mà mắc mặt luôn cả người lãnh đạo bây giờ thiếu tin tưởng. Xin mời anh Tiến có cái sự phân tích gửi đến quý khán giả. Chúng ta thấy rằng trong cái những năm vừa qua, kể từ những cái nhiệm kỳ trước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì ông ta đã đưa ra cái chính sách gọi là diệt trừ tham nhũng, mà trong những cái giới quan sát vẫn thường hay nói đùa đó là cái sự chính sách đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái cán bộ ở những cấp trung tầng và hạ tầng của Đảng Cộng sản ở trên khắp đất nước Việt Nam thì đã có những cái sự thanh trừng các đảng viên rất là nhiều. Tuy nhiên, đối với những cái đảng viên cao cấp và đặc biệt là đối với những đảng viên trong bộ chính trị và những cái cơ cấu quyền lực tối cao của đất nước cũng như của Đảng Cộng sản thì chúng ta thấy nó mới bắt đầu xảy ra trong những cái tháng gần đây mà thôi. Đặc biệt là cái sự ra đi, tức là cái sự truất phế Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Phúc sau khi Nguyễn Xuân Phúc phải từ bỏ cái chức vụ Thủ tướng để qua làm Chủ tịch, xin lỗi, Chủ tịch qua nước. làm Chủ tịch nước. Thì ngay sau đó là có một cái sự gọi là thay đổi, tức là một cái sự truất phế Chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc. Và sau đó thì là đến Trương Đình Huệ, cái người mà chuyển tiếp trong khi chờ đợi cái sự bổ nhiệm thay thế cho Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước là bà Trương Thị Mai. Nhưng mà bà Trương Thị Mai đã không tiếp tục được hợp pháp hóa để trở thành Chủ tịch nước, mà cái người thay thế là Vương Đình Huệ. Thì chúng ta thấy rằng trong cái thời gian vừa qua, Vương Đình Huệ sau khi mà đi Trung Quốc gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình về đó, thì cái biến cố xảy ra ngay tại phi trường là Bộ Công an đã cho người bắt giữ ngay cái người phụ tá thân tín của Vương Đình Huệ là Phạm Thái Hà để mà chụp cho những cái tội về vấn đề tham nhũng. Tức là đó là một cái sự bỉ mặt, tức là mất uy tín đối với quần chúng và các cấp chính quyền cộng sản của Vương Đình Huệ. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản đã gọi là ra quyết định đồng ý cho Vương Đình Huệ thôi giữ chức tất cả mọi chức vụ trong Bộ Chính trị cũng như trong các cấp chính quyền của Cộng sản và cho về hưu. Đó là những cái sự thanh trừng mà chúng ta thấy rõ nhất. Thì hiện giờ đó, mọi người đang theo dõi cái sự xáo trộn này và có thể đưa đến một cái sự khủng hoảng trong cái thời gian sắp tới đây. Trong cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản có 18 người thì đã có 5 người đã bị truất phế. Chúng ta có thể nói là 5 người đã bị thanh trừng. Đó là hai người chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Vương Đình Huệ. Xin lỗi, hai người chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng. Người chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ là người thứ ba.
hai người phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Và chúng ta thấy rằng còn một cái người cũng không kém phần quan trọng cũng đã bị cách chức trong cái thời gian trước đây, đó là Trần Tuấn Anh, cũng là một trong những ủy viên Bộ Chính trị và đã bị trách nhiệm về vấn đề tham nhũng ở cái Bộ Công Thương. Và cho đến bây giờ đó, cái Bộ Chính trị vẫn chưa bổ sung được cho đầy đủ 18 người. Điểm thứ hai, cho đến bây giờ thì mọi người cũng đang theo dõi để xem rằng ai sẽ là người thay thế cái vị trí Chủ tịch Quốc hội. Thì mọi người tiên đoán rằng nhiều phần cái người sẽ thay thế là bà Trương Thị Mai, tức là người đang giữ cái chức vụ gọi là trưởng ban nhân sự Trung ương. Và bà này đi rất sát với ông Nguyễn Phú Trọng trong cái vấn đề điều động bổ nhiệm những nhân sự của các cơ cấu trong Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, người ta nói rằng có lẽ vì bởi vì bây giờ cái tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu đi vào cái hồi kết cục, có nghĩa là sức khỏe rất là yếu và Nguyễn Phú Trọng đã không còn đủ cái ảnh hưởng cũng như cái quyền lực trong Đảng Cộng sản. Cho nên hiện giờ người ta đang tiên đoán rằng Tô Lâm sẽ là cái người nắm giữ cái quyền lực và ảnh hưởng ở trong Đảng Cộng sản. Và người ta liên tưởng rằng Tô Lâm sẽ không có nhận cái chức Chủ tịch Quốc hội mà để cho bà Trương Thị Mai sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Và Tô Lâm có lẽ đang đợi cái thời cơ thuận tiện để mà có thể thay thế cái chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng. Thì điều này cho chúng ta lại thấy ngược lại. Cách đây trở lại năm 1969, 68, 69, thì chúng ta thấy rằng lúc đó là sức khỏe của Hồ Chí Minh đã đi đến cái hồi gần chấm dứt cuộc đời. Và Lê Duẩn đã âm mưu cùng với Lê Đức Thọ là cái người chúng ta gọi là phe cánh với nhau để mà cô lập Được Hồ rồi, Chí anh tiếp, Minh. anh đừng điều chỉnh nữa, để y vậy đi. Dạ. Anh có thấy không? Xin lỗi, có À, thay bị thay cập thay cập gì thay, không anh ạ? cứ tự để y vậy đi. Dạ. Anh tiếp tục. Thì chúng ta sẽ thấy là lúc đó Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã cùng đồng minh với nhau, kết thành một nhóm để cô lập cái quyền lực của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Và chúng ta thấy rằng lúc đó Lê Duẩn cũng đã gọi là tìm cách để mà bôi cho trát trấu cho Võ Nguyên Giáp bằng cách là điều động chỉ định Võ Nguyên Giáp làm bộ trưởng bộ kế hoạch sinh đẻ, đại khái như vậy. Thì đây trở lại lịch sử, có lẽ nó sẽ tái diễn từ đó nó trở lại cho đến bây giờ. Và phe cánh của Tô Lâm, tức là những cái người nắm giữ Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đó, có lẽ trong thời gian sắp tới ông ta sẽ là người tìm cách để thay thế những người tay chân thân tín của Nguyễn Phú Trọng như là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ để mà ông ta đưa đàn em thay thế và tìm cách nắm giữ cái quyền lực và cái chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản trong cái thời gian sắp tới này. Và người ta tiên đoán rằng có lẽ phải đến tháng 5 năm 25 tháng 5. 2024 này, 25 tháng 5 này thì có lẽ mới có thể có những cái sự thay thế bổ nhiệm những cái nhân sự và những cái lỗ hổng hiện giờ ở trong cái cơ cấu của nhà cầm quyền cộng sản hiện nay. Cho nên chúng ta vẫn còn đang theo dõi để xem những cái vụ tranh chấp nó sẽ đi đến cái mức nào. Và người ta tiên đoán rằng có lẽ trong cái thời gian sắp tới này, Đảng Cộng sản sẽ có những cái khó khăn, những cái bế tắc. Bởi vì cái chính sách đốt lò của Nguyễn Phú Trọng hiện giờ được mọi người, được các giới quan sát quốc tế, họ cho rằng cái chính sách của Nguyễn Phú Trọng đã bị thất bại. Tức là cái chính sách gọi là bài trừ tham nhũng, chính sách đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đã đi đến cái hồi bế tắc, tức là đã đến cái lúc đó giải quyết và thanh lọc nhờ cái cấp cao nhất, cái thượng tầng của Bộ Chính trị mà cũng không thay đổi được cái chế độ cộng sản cho nó tốt hơn để làm cho người dân tin tưởng hơn, mà càng ngày người dân trong nước càng mất tin tưởng và chán nản về cái chính sách và nhất là cái
hiện tượng tham nhũng từ cả nửa thế kỷ nay, kể từ sau ngày Cộng sản đánh chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, anh vừa nhắc tới cái yếu tố là Trung Quốc. Yếu tố Trung Quốc và yếu tố Mỹ cũng là yếu tố quan trọng, bởi vì những cái nhân vật nào mà muốn lên đó, họ cũng dựa vào cái chỗ để mà chống lưng. Như vậy thì qua cái sự kiện mà chúng tôi vừa nêu đó, là ông Vương Đình Huệ tới ở Bắc Kinh, nhưng mà khi ông về ông bị mất chức. Đây là một cái yếu tố anh thấy có mất mặt Trung Quốc không, với cái nhìn của anh? Bởi vì một khi tiếp một lãnh đạo của một quốc gia nhỏ như ông Tập Cận Bình, mà đối thủ đi trở về đó, mà ông Vương Đình Huệ là cái nhân vật mà có khả năng để mà tha thế ông Nguyễn Phú Trọng, người ta tiên đoán như vậy. Cái nhóm Nghệ An đó rất là mạnh, trong 18 người trong bộ chính trị đó, ba người là Nghệ An rồi. Thì anh thấy là bây giờ khi mà đứng nơi góc của ông Vương Đình Huệ, tức là mất đi góc, bởi vì ông Vương Đình Huệ dựa vào cái công ty gọi là công ty tập đoàn Thuận An, tập đoàn xây cắt Thuận An đó, là xăng xa của ông Vương Đình Huệ và một số người ở ở Nghệ An cũng bị tiêu. Thì bây giờ anh thấy là ảnh hưởng, bây giờ mình nói cái giải quyết, ông Tập Cận Bình có cảm thấy mình mất mặt không? Theo tôi nghĩ rằng là cái ảnh hưởng của Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình đối với các nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là một cái ảnh hưởng rất lớn, và nó có tính cách chi phối về vấn đề nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng trong bất cứ những cái sự thay đổi nào của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đều có những cái phái đoàn đi qua Trung Cộng để gặp gỡ tiếp xúc với những cái giới lãnh đạo của Trung Cộng. Cái cuộc thăm viếng của phái đoàn Quốc hội Cộng sản Việt Nam do Vương Đình Huệ dẫn đầu vừa qua qua gặp Tập Cận Bình thì có lẽ vì không có được cái sự đồng ý hay ủng hộ của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Cộng trong cái thời gian thay đổi sắp tới. Có lẽ vì vậy cho nên ngay sau khi phái đoàn của Vương Đình Huệ về tới phi trường thì công an đã có những cái hành động bắt giữ một cách công khai và trắng trợn để làm xấu mặt của Chủ tịch Vương Đình Huệ. Thay vì họ có thể để cho phái đoàn về đến nhà và họ đến nhà để bắt Phạm Thái Hà, tức là phụ tá đặc biệt của Vương Đình Huệ, thì họ không làm một cách kín đáo như vậy, mà họ làm công khai ngay trước mặt mọi người, ngay tại phi trường, thì điều đó có nghĩa là họ muốn tìm mọi cách để hạ uy tín của Vương Đình Huệ. Thì có lẽ rằng cái phái đoàn Vương Đình Huệ vừa rồi không đạt được kết quả đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như đối với Tập Cận Bình, cho nên chúng ta thấy cái hiện tượng đó nó đã xảy ra. Thì trở lại một vấn đề thứ nhì nữa, Tô Lâm cũng là một trong những nhân sự đi theo cái đường lối của Trung Cộng. Và Tô Lâm đến giờ này càng ngày càng bành trướng được cái ảnh hưởng của Bộ Công an, của Tô Lâm và những người đàn em trong Bộ Công an. Thì có lẽ rằng cái sự ủng hộ của Trung Cộng, của Tập Cận Bình đối với Tô Lâm có lẽ vẫn còn nặng hơn là đối với Vương Đình Huệ. Cho nên chúng ta không thấy những cái sự thành công và những cái sự bảo vệ cho Vương Đình Huệ trong cái thời gian vừa qua, và cho đến bây giờ Vương Đình Huệ phải nộp đơn để xin từ nhiệm từ chức, đó là một hình thức là bị thanh trừng và đã có quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong vòng một năm mà hai người chủ tịch nước là tay chân thân cận với Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Duy Thưởng Võ đã Văn Thưởng. bị Võ Văn Thưởng đã bị gọi là truất phế, phải xin về vườn. Và cái người thứ ba mà mọi người đánh giá là sẽ là được Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị để thay thế cho cái chức vụ Tổng Bí thư là Vương Đình Huệ thì bây giờ cũng đã bị cho về vườn. Tức là những người tay chân thân tín của Nguyễn Phú Trọng đều đã bị gọi là cho về vườn hết. Một cái hình thức
thanh trừng của những người trong bộ chính trị, của những người cầm quyền trong Đảng Cộng sản, thì chúng ta chưa biết trong cái thời gian tới đây cái số phận của chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi về đâu. Bởi vì cho đến bây giờ chúng ta thấy rõ sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã đi vào hoàng hôn rồi. Cái quyền lực của Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng bị giới hạn. Bằng chứng là những tay chân thân tín của Nguyễn Phú Trọng đã bị cho về vườn, đã bị truất phế. Thì cái câu hỏi của chúng ta là trong thời gian sắp tới này, những cái diễn biến ở trong nội bộ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái sự thay thế nhân sự trong cái hệ thống cầm quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam nó sẽ đi về đâu, và những cái người nhân sự sẽ được thay thế là những nhân vật như thế nào, thì chúng ta đợi thì chúng ta sẽ biết được những cái khuynh hướng nào sẽ bành trướng được cái ảnh hưởng và nắm được cái quyền lực ở trong cái bộ máy lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản trong tương lai. Thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, anh vừa nhắc tới cái điều này cũng hay, nhưng mà anh phản biện cái điều mà chúng tôi vừa trình bày cũng hay, bởi vì có thể là ông, nếu mà ông Tập Cận Bình ông tiếp ông Vương Đình Huệ mà ông cảm thấy là ông Vương Đình Huệ không đáp ứng được cái nguyện vọng của ông, thì ông có thể bật đèn xanh để cho ông Tô Lâm đảo chính. Đó cũng là một cái điểm, mà đó là một cái điểm mà mình cần nêu lên. Thưa anh, người ta nói là ông Tô Lâm có thể chắc chắn là sẽ lên tổng bí thư, bởi vì như anh nói, anh phân tích đó, là anh so sánh đó, thời của ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp đó, với cái sức mạnh của ông Lê Dũng và Lê Đức Thọ đó, họ kiểm soát gần như toàn bộ, và trên hình ảnh đó, thì họ đánh bóng ông Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, họ đánh bóng ông Võ Nguyên Giáp là anh hùng, nghĩa là một anh hùng quân đội, vân vân và vân vân, nhưng mà họ quản chế, họ quản chế, nghĩa là cho đi nghỉ, và trong khi đó thì họ 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 tấn công vào miền Nam. Thì bây giờ so sánh lại với cái thời kỳ hiện tại ông Nguyễn Phú Trọng đó đúc lò, nhưng mà anh biết là cách đây mấy ngày thì ông làm lễ sinh nhật là lần thứ 80, tức là năm nay 80 tuổi rồi, nhưng mà người cũng sức khỏe cũng xuống, là vì ông có hai lần tai biến mạch máu não, cho nên cái sức khỏe nó cũng không cho phép, và quyền lực thì có, nhưng mà với cái tuổi đó làm sao kiểm soát ở trong nước, kiểm soát các cán bộ, do đó là công an là họ nắm toàn bộ cái kiểm soát đó, cho nên ông Tô Lâm có cái cơ hội để mà thay thế cái chức vụ tổng bí thư. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi ai sẽ là người thay thế Tô Lâm, đó mới là quan trọng. Bởi vì sao, nếu mà những người thay thế Tô Lâm đó là những cái người mà phải đi tay chân của Tô Lâm, bởi vì ông Tô Lâm cũng có nhiều nợ máu đó, cũng có nhiều thanh trừng nhiều người trong cái nợ máu, cho nên phải người giữ cái ghế công an mới là quan trọng. Trước đây thì người ta nghĩ là ở trong bộ chính trị có Phan Đình Trạc sẽ có thể thay thế nhắm vào cái ghế này, nhưng mà khi cái ghế của Phan Đình Trạc cũng là cái người Nghệ An, cho nên cái ghế mà Nghệ An bị mất cái thế rồi của Vương Đình Huệ rồi, thì chúng tôi nghĩ là ông Vương, ông Trạc cũng không có cái cơ hội này. Thì ông Trần Minh Mẫn hoặc là Trần Cẩm Tú đó là những cái nhân vật mà cũng có thể là chiếm quyền. Thì mình xem thứ nhất là ở trong ngày 25 này họ họ có cái đại hội, để mình coi thử như thế nào. Đại hội Quốc hội, họ họp ban thường vụ Bộ Chính trị. Thì thưa anh, với cái nhìn của anh, khi mà người ta nói là cái lỗi này là cái lỗi của hệ thống chứ không phải lỗi ông Trạm hay bất cứ ai, cái lỗi của hệ thống là trong Đảng Cộng sản Việt Nam, làm sao mà ai mà nói là không tham nhũng, hầu hết đều có tham nhũng. Đảng là cái họ đây là vào đảng là để kiếm có quyền lợi mà, cho nên bây giờ đó cái tôi quan trọng là họ nói là cái sai, dù là ông Trọng có đốt lò nhưng mà vẫn duy trì cái hệ thống đó, thì cái hệ thống đó nó là cái manh nha, là cái lý do để tạo ra tham nhũng, cho nên đốt lò chỉ là một cái phương cách nhưng mà không triệt hạ toàn bộ, đó là họ nói từ hệ thống. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà Nguyễn Phú Trọng đưa ra một cái chủ đề là diệt trừ tham nhũng để mà mị dân trong những cái năm vừa qua, nhưng mà thực tế mọi người đều thấy đó chỉ là những cái hình thức để mà họ thanh toán, họ thanh trừng những cái phe nhóm ở trong nội bộ Đảng Cộng sản để tranh giành cái quyền lực. Điểm thứ hai, đó cũng là một trong những cái hình thức lý cớ để họ tranh giành cái tiền bạc của cải lẫn nhau.
Họ để cho những cái nhóm quyền lực tham nhũng và vơ vét tiền của dân chúng đất nước, và sau đó họ tìm những cái lý do để chụp mũ và kết tội những người đó để họ lấy lại tất cả những cái tài sản tham nhũng mà những người đó đã có trong cái thời gian vừa qua. Cho nên chúng ta chỉ coi đó là những cái hình thức họ thanh toán lẫn nhau để cướp tài sản của nhau và để tranh giành cái quyền lực ở trong cái hệ thống cầm quyền của Đảng Cộng sản của đất nước Việt Nam. Trở lại có một nhân vật chúng ta cũng không quên nhắc tới, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Khi mà hai cái người phụ tá của Phạm Minh Chính là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị kết tội về vấn đề tham nhũng và bị khai trừ, bị cho nghỉ hưu, thì trong khi đó Phạm Minh Chính vẫn không có bị những cái biện pháp kỷ luật nào hết. Và chúng ta phải nhớ rằng Phạm Minh Chính xuất thân cũng là từ Bộ Công an mà ra. Phạm Minh Chính và Tô Lâm cùng được phong chức đại tướng cùng một thời gian. Phạm Minh Chính là một trong những người đã được đào tạo ở các nước Liên Xô và Đông Âu về lĩnh vực an ninh, tình báo, phản gián. Và Tô Lâm thì là lĩnh vực của công an nội bộ. Cho nên đó là những người cùng xuất thân ở trong Đảng Cộng sản, cùng xuất thân ở Bộ Công an và cùng nắm giữ những cái chức vụ quan trọng trong Bộ Công an từ xưa tới giờ. Thì chúng ta cũng nên đặt một cái dấu hỏi là về cái tình trạng giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính hiện nay như thế nào. Nếu họ kết hợp lại thì họ trở thành một cái phe nhóm có ảnh hưởng và quyền lực mạnh nhất hiện nay ở trong Đảng Cộng sản. Nhưng mà nếu mà họ tranh chấp và đối lập với nhau thì đó là những cái sự thanh trừng, những cái sự đấu đá sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới cũng rất là mãnh liệt. Cho nên chúng ta chờ đợi coi, chúng ta chờ xem những cái diễn tiến sắp tới xảy ra như thế nào. Còn vấn đề Chủ tịch Quốc hội để thay thế cho Vương Đình Huệ thì cho đến bây giờ các giới quan sát quốc tế họ đều có cùng một cái suy đoán giống như nhau là không ai khác hơn là bà Trương Thị Mai, tức là người đã xuất thân từ là bí thư của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, leo lên đến cái ủy viên Ban chấp hành Trung ương rồi được vào ủy viên Bộ Chính trị, và bây giờ bà ta nắm cái chức gọi là trưởng ban nhân sự Trung ương. Thì đó là những cái người đang có những cái chức vụ quan trọng, và có lẽ chỉ có cái bà Trương Thị Mai này là có đủ cái điều kiện để mà có thể thay thế Vương Đình Huệ trong cái chức vụ Chủ tịch Quốc hội trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Hoàng Bách. Bà Trương Thị Mai thì có thời gian bà nói là bà cũng mà ngao ngán, thứ nhất là bà phụ nữ, thứ hai bà thấy đấu đá nó bà cũng sợ lắm, cho nên mặc dù là người cộng sản nhưng mà bà cũng muốn về hưu, thì đây là cái cơ hội nó để bà, chắc là một người vô thưởng vô phạt. Anh nhớ là trong bộ chính trị hay là ở có cái chế độ độc tài, khi mà họ đấu đá với hai phe đấu đá thì họ tìm cái người trung dung, cái người đó là vô thưởng vô phạt để lên làm cái chức vụ đó, thì ông Lê Khả Phiêu hầu cũng là một trong những người như vậy. Thì thưa anh vừa nhắc tới ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là xuất thân từ công an, nhưng mà một nhân vật về hưu rồi cũng xuất thân từ bộ công an rồi sau làm thủ tướng là ông Nguyễn Tấn Dũng. Bởi vì ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Phạm Minh Chính không có xa lạ, là một người cũng rất là trong cái thời gian làm việc cũng gần với nhau nữa. Thì anh nghĩ là con lá bài của ông Nguyễn Tấn Dũng thì về hưu rồi, dĩ nhiên là cái cánh miền Nam, thành hộp thể là cân bằng lại cái miền, ông Tô Lâm là Hưng Yên, ông Phạm Minh Chính là chúng tôi không biết ở đâu nhưng mà ở miền Bắc. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng thì bây giờ có hai người con như là Nguyễn Thanh Nghị cũng là ở trong ủy viên trung ương đảng, cũng là bộ trưởng bộ xây dựng. Thì anh có nghĩ là trong cái lá bài này, cái kịch bản này có cả thân thế của ông Nguyễn Tấn Dũng ở trong đó không?
Tôi không nghĩ là Nguyễn Tân Dũng còn có thể ảnh hưởng ở trong bộ chính trị hoặc là trong cái bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, bởi vì kể từ khi mà Nguyễn Tân Dũng về hưu thì những cái thế lực và những cái phe nhóm của Nguyễn Tân Dũng đã từ từ cũng đã bị triệt tiêu, mặc dù không hẳn 100% vẫn còn một số những người gọi là đàn em trong vây cánh của Nguyễn Tân Dũng, nhưng tôi không nghĩ họ có đủ cái tầm ảnh hưởng để mà có thể thay đổi cái cục diện chính trị ở trong nước Việt Nam hiện nay. Hiện giờ qua những cái năm gần đây chúng ta thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để xây dựng cái quyền lực của ông ta và đàn em ở trong cái hệ thống của Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, cái sự thanh trừng của Nguyễn Phú Trọng cũng đã gây ra không ít những cái kẻ thù và phe nhóm của họ và đã có những cái mầm chống đối. Cho nên chúng ta thấy trong thời gian gần đây khi mà sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng suy giảm, và chúng ta thấy qua những cái hình ảnh mà được các đài truyền hình chiếu về những cái hoạt động Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đi đứng và cái phong thái rất là yếu đuối, rất là mệt mỏi, chân đi không vững, hai tay run, đi phải có người dìu, người dắt hoặc là phải có cái chỗ để mà cầm giữ. Và những hình ảnh gần đây nhất thì thấy là trong những cái lần xuất hiện ở những cái buổi họp của các cơ quan quan trọng thì cái người đi kế bên Nguyễn Phú Trọng và thường hay nắm tay Nguyễn Phú Trọng chính là bà Trương Thị Ma. Chúng ta thấy như vậy để mọi người có những cái nhận xét có thể coi như là chính xác, là sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đã đi vào cái thời kỳ cuối đời. Ông ta không còn năng lực, không còn sáng suốt và không còn đủ cái nghị lực để có thể lãnh đạo trong cái chức vụ Tổng Bí thư để quyết định những việc mà đã và đang xảy ra từ trước tới giờ. Đó là lý do mà chúng ta thấy gần đây nhất những cái vấn đề thanh trừng những cái năm người trong cái bộ chính trị của mà cái chủ động là Tô Lâm, tức là Bộ Công an, bởi vì chỉ có Bộ Công an nó mới có đầy đủ những tài liệu hồ sơ tham nhũng, vi phạm luật pháp, vi phạm những quy định của Đảng Cộng sản thì họ mới có thể truy tố và truất chức 5 người ủy viên trong Bộ Chính trị. Và cho đến bây giờ, Nguyễn Phú Trọng vẫn không có những cái phản ứng để mà có thể bao che hoặc là để có thể chặn đứng được những cái hành động của cái nhóm Tô Lâm, tức là cái nhóm của Bộ Công an. Do đó, người ta nói là cái tình trạng của Đảng Cộng sản hiện giờ đang đi đến cái chỗ bế tắc, và cái chính sách đốt lò chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng cũng đi đến chỗ thất bại, tức là bế tắc. Và bây giờ họ đang đợi xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đối với cái ghế chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và cái ghế tổng bí thư. Thưa anh Hoàng Bạch. Dù muốn dù không, nếu nhìn vào bộ chính trị và nhờ vào tứ trụ đó thì chúng ta thấy rõ ràng là đây có sự khủng hoảng trầm trọng, có thể nói từ năm 1975 tới giờ là khủng hoảng trên tầng thượng tầng lãnh đạo. Bởi vì một người lãnh đạo như Nguyễn Phú Trọng thì bây giờ đi đứng mà anh thấy là cũng yếu yếu, thì cái trí não mà để suy tính toan tính cái này cái kia cũng đâu có còn năng lực nữa. Chính cái yếu tố đó mà người ta lợi dụng, người ta khai thác đúng mức, và người lợi dụng hay là khai thác đúng mức đó là quyền lực. Quyền lực thì quý vị biết là ai mà có trong tay có chức vụ mà là có súng đạn thì là người đó là nắm cái chắc rồi. Bây giờ thì mình chờ xem cái kịch bản này nó xảy ra như thế nào, và anh Tiến sẽ trở lại với quý khán giả để nói về tình hình Việt Nam. Bây giờ mình quay qua nói tình hình Mỹ. Ở Mỹ có gì mới lại với cái nhìn của anh Tiến? Nếu mà nói mới lạ thì chúng ta đều thấy là có những cái sự kiện mới lạ hàng ngày, và cái sự kiện đó chính là những cái phiên tòa của ông Donald Trump đã xảy ra
trong những cái tháng vừa qua, đặc biệt là cái phiên tòa hình sự về vấn đề hush money của ông Donald Trump với những cái vi phạm về luật lệ bầu cử năm 2016. Thì trong tuần lễ vừa qua, cái nhân chứng đầu tiên mà được luật sư và công tố viên kêu ra đó là ông David Baker, là người editor, tức là coi như chủ nhiệm của tờ báo National Inquirer. Ông ta đã khai ra nhiều cái điều mà mọi người cảm thấy là thích thú, và những cái điều đó chứng tỏ cho thấy rằng đã có một cái sự hội ý, đồng ý của ông Donald Trump trong cái vấn đề dùng tiền trả cho cô đào Stormy Daniels 130 ngàn để giấu nhẹm cái việc mà tung ra cái tin ông Trump có liên hệ về vấn đề tình ái với cô đào Stormy Daniels. Có một số người hiểu lầm là ông Trump bị khép tội vì vấn đề trả 130 ngàn cho cô đào Stormy Daniels, thì tôi nghĩ điều đó không có đúng. Cái vấn đề mà trả tiền cho một người nào đó để họ không có tiết lộ hay là không nói ra những cái điều liên hệ giữa hai người, điều đó không có gì là phạm luật, không có gì là bất hợp pháp. Cái vấn đề mà ông Trump bị truy tố ở đây là công tố viên ông Elvin Brett của New York đã truy tố là vì ông Trump đã âm mưu với luật sư Michael Cohen và ông David Baker của tờ Inquirer là trả tiền cho cô đào, nhưng mà sau đó lại dùng tiền trong cái quỹ vận động tranh cử để trả lại cho ông luật sư Michael Cohen, mà dùng những cái invoice, tức là ngụy tạo những cái chứng từ với những lý do không đúng. Cho nên ông Trump bị truy tố vì cái vấn đề giả mạo những cái chứng từ, những cái invoice để trả tiền lại cho luật sư Michael Cohen như vậy. Đó là vấn đề mà ông Trump bị rắc rối về pháp lý, là vì vi phạm luật bầu cử năm 2016. Và cho đến ngày hôm nay, tuần lễ thứ nhì, thì sẽ có những cái nhân chứng kế tiếp sẽ được gọi ra để mà cả hai bên, luật sư hai bên, bị cáo, bị đơn và công tố sẽ hỏi để mà cho bồi thẩm đoàn thấy được những cái sự thật trong cái vụ án này để mà họ có thể quyết định là ông Trump vô tội hay là có tội. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tuần thứ nhì, mọi người tiên đoán những cái nhân chứng kế tiếp sẽ được gọi ra, mà trong đó người ta đang chờ đợi là cái nhân chứng Stormy Daniels, nhân chứng Michael Cohen, và cũng có thể có cái cô đào nổi tiếng của tờ Playboy là cô Karen McDougal cũng sẽ có thể được gọi ra để làm nhân chứng. Thì họ đang đợi những cái phiên tòa như vậy, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, nói ngay thì anh thấy là một vị tổng thống mà có tiền nữa, cho nên nha, gọi là gái gú là cái chuyện trở thành bình thường, phải không? Nhưng mà nó không bình thường là thế này, có nhiều người nói ôi cha mình thanh niên thì đương nhiên là cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà thưa quý vị nói đúng, nhưng mà đúng một nửa thôi. Bởi vì người lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ nó phải hội đủ những cái tiêu chuẩn về đạo đức, tư cách, nhân phẩm của một người lãnh đạo. Còn mình là vừa có vợ mà vợ mới vừa sinh được mà vài 3 tháng mình đã đi ngoại tình. Đây là cái điều mà ngoại tình không phải nhận một lần, như là cái cô Karen McDougal đó là của nó là cổ dính dáng với ông Trump tới 10 tháng nữa, ăn nằm với 10 tháng à, không có thể là lẻ tẻ nhưng mà 10 tháng anh không thì phải nói là ông Trump đây hay là vừa làm tổng thống mà vừa playboy nữa là thưa anh. Thưa anh thì qua các cái vụ khai và như anh vừa nói đó, người ta chờ đợi cái sự khai của nhân sự mà là cái trung tâm đó là cô Stormy Daniels, thì đó là cái sự lý thú. Nhưng mà có điều hỏi với anh đó, khai thì khai nhưng mà sao chúng ta thấy cái cử tri của Hoa Kỳ sau thăm dò mới nhất ấy, người ta nói là ông Trump vẫn dẫn trước ông Biden. Cái điều đó không lẽ là một cái trình độ dân trí của người Hoa Kỳ cao như vậy, không lẽ họ không thấy một cái người lãnh đạo của mình ngoài cái vấn đề gọi là
phạm tội hình sự rồi, còn cái tội dân sự rồi, có nhiều cái tội gây gian thuế đủ thứ. Mà bây giờ mình nói chung đó là tội hình sự có 91 cái cáo trạng hình sự, riêng ở New York là như anh vừa nói đang nói đó là 31 cái cáo trạng hình sự, rồi vấn đề dân sự nó vân vân và vân vân. Thì một mặt á là họ ông Trump tìm cách câu giờ, thì anh nghĩ là tại sao cái số thăm dò đó nó chính xác không, chắc là không chính xác phải không, nhưng mà tại sao nó cứ nó liên tục nó như vậy thưa anh? Tôi thấy rằng trong những kết quả thăm dò từ trước tới nay đó thì cũng có những cái phần không có chính xác. Chúng ta trở lại cái cuộc bầu cử năm 2016 giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, thì trong suốt cái thời gian vận động bầu cử đó, mọi người và kể cả những cái thống kê của các đài truyền hình quốc tế, họ đều cho thấy là bà Hillary dẫn đầu và mọi người đều tin tưởng rằng là bà Hillary sẽ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà kết quả cho chúng ta ngược lại là cuối cùng cái người đắc cử Tổng thống là ông Donald Trump. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng những cái kết quả thăm dò không hẳn là chính xác. Trong cái thời gian bây giờ, từ bây giờ cho đến tháng 11, chúng ta còn 6 tháng. Thì trong 6 tháng sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển xảy ra, nhiều cái sự thay đổi xảy ra và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì chúng ta nhớ lại là trong cái cuộc bầu cử 2016, chỉ còn có khoảng trong vòng 7 đến 10 ngày cuối cùng của tháng 11, thì đùng một cái ông giám đốc FBI là ông James Comey tuyên bố là ông ta sẽ cho điều tra 30.000 cái email của bà Hillary Clinton trong thời gian bà ta là Bộ trưởng Ngoại giao. Thì khi mà tin nó đưa ra đùng một cái là cái số cử tri mà ủng hộ bà Hillary là nó hạ giảm xuống rất là nhanh chóng. Và cái đó có lẽ cũng là đó là một trong những lý do đã làm cho bà Hillary thất cử. Thì bây giờ trở lại đây, trong những cái cuộc thăm dò vừa qua của những cái đài thông tấn quốc tế, của những cái đài truyền hình lớn ở trong đất nước Hoa Kỳ, thì khi mà hỏi về những cử tri của Đảng Cộng Hòa mà đang ủng hộ Tổng thống Trump, đang ủng hộ ông Donald, cựu Tổng thống Trump, ông Donald Trump, thì 64% cử tri nói rằng nếu ông Trump bị tòa án kết tội thì họ sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới này. Mà chúng ta thấy rằng hiện giờ ông Trump đang phải đối diện với bốn cái vụ án truy tố ông ta về vấn đề hình sự. Vụ án 6 Tây tháng Giêng bạo loạn quốc hội ở Virginia, vụ án về thay đổi kết quả, âm mưu thay đổi kết quả bầu cử ở Atlanta, Georgia, vụ án cất giữ tài liệu mà bất hợp pháp ở Mar-a-Lago, và cái vụ án hiện giờ tòa đang xử là cái vụ Hushmanee này. Ông Trump đang phải đối diện với bốn cái vụ án hình sự. Thì có lẽ qua những cái bằng chứng mà đã được các công tố viên đưa ra nộp tại tòa để truy tố ông Trump, thì có lẽ ông Trump khó mà tránh khỏi ít hoặc nhiều những cái tội sẽ bị bồi thẩm đoàn buộc tội trong tương lai. Thì chỉ cần ông ta vi phạm và bị buộc tội thì chính những người đảng viên Cộng hòa họ đã trả lời là sẽ không bầu cho ông Trump. Thì cho bây giờ, dù cho cái thống kê nói là ông Donald Trump đang dẫn đầu Biden, thì từ đây tới tháng 11 chúng ta chưa biết họ cái kết quả nó sẽ thay đổi như thế nào. Và chúng ta cũng không lấy làm lạ là bởi vì trong bất cứ một cái giai đoạn bầu cử tổng thống nào, dân chúng Mỹ họ đều nghiêng về cái vấn đề kinh tế, vấn đề đời sống của dân chúng và những cái ảnh hưởng đối với trực tiếp gia đình của họ. Thì phải công nhận rằng hiện nay cái giá sinh hoạt của nước Mỹ đang có cái chiều hướng là gia tăng, làm cho cái đời sống của dân chúng nó khó khăn. Giá thực phẩm gia tăng quá nhiều, giá bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà cũng gia tăng quá nhiều. Nó tăng từ 20 cho đến 25%. Cho nên dân chúng họ có những cái sự bất mãn và
không đồng ý với cái đường lối lãnh đạo đất nước của Tổng thống Joe Biden. Để chúng ta phải chấp nhận là không có một vị tổng thống nào mà có thể lãnh đạo đất nước một cách hoàn hảo 100%. Có những cái ưu điểm về vấn đề ngoại giao, vấn đề liên lạc với các nước trên thế giới, vấn đề giảm lạm phát, vấn đề kiểm soát kinh tế, nhưng mà cũng có những cái nhược điểm về những cái vấn đề không thể kiểm soát được, cái giá cả thực phẩm, giá cả bảo hiểm, giá cả những cái công kỹ nghệ gia tăng vì những cái biến động ở trên thế giới. Cho nên chúng ta thấy rằng là có những chuyện nó xảy ra và chúng ta phải chấp nhận cái ý kiến của người dân, của những người cử tri, và cái kết quả đó nó còn tùy thuộc vào những cái diễn biến nó xảy ra từ đây cho tới 8/11. Cho nên chúng ta vẫn phải đợi để coi cái diễn biến nó như thế nào. Và chúng ta cũng chưa biết ai có thể sẽ là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, và nói chung thì Nhật Bản cũng như là các quốc gia trên thế giới họ rất là lo ngại khi mà ông Trump trở lại chính trường. Cái lý do họ lo ngại đó là vì ông Trump đó, ông không tôn trọng những cái hiệp ước, những cái quy định giữa các quốc gia song phương với nhau. Bằng cớ rõ ràng là đây ông bỏ hiệp ước TPP hay là hiệp ước về khí hậu hay là hiệp ước với Iran, chế tạo nguyên tử. Cho nên chúng ta thấy là Nhật Bản họ cử một cựu thủ tướng của Nhật Bản là ông Aso Taro tới ở New York để mà gặp ông Donald Trump. Họ dự trù rằng nếu mà cái kịch bản mà ông Trump trở lại chiến trường đó thì họ phải có cái phương cách, bởi vì Nhật Bản là quốc gia đứng thứ ba trong nền kinh tế trên thế giới, mà quốc gia quan trọng ở châu Á, sợ rằng để mà thảo luận, để mà gặp gỡ, để ông cho biết cái nhu cầu và cái sự cần thiết của sự liên minh giữa giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Anh biết là sau khi mà ông Trump thắng cử năm 2016 đó, thì ông Shinzo Abe đó, ông là một vị thủ tướng đầu tiên trên thế giới, một chính khách tới thăm Trump trước khi mà ông nhận chức không. Cái lý do rất là đơn giản đó, sở dĩ mà thăm ông đó là vì để qua ông và coi thử cái chính sách của ông đối với Nhật Bản trong tương lai ra sao, vân vân và vân vân. Thì đó là cái gì? Xin anh có thể đưa cái nhìn của anh và kết thúc chương trình thưa anh. Tôi thấy rằng là cái cục diện thế giới nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và một phần lớn cũng là do cái quyết định của cái vị Tổng thống Hoa Kỳ, là một cái nước được coi như là lãnh đạo cái khối thế giới tự do. Cho nên khi mà ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống vào năm 2017 thì cái chuyện đầu tiên ông ta đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước thay đổi khí hậu Paris. Ông ta rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước Thái Bình Dương TPP. Ông ta đã có những cái hành động mà kể cả vấn đề ngưng thi hành cái hiệp ước về kiểm soát vũ khí nguyên tử đối với Iran, từ đó đưa đến những cái xáo trộn ở trên thế giới. Nhưng mà khi mà Joe Biden nhậm chức tổng thống vào năm 2021 thì ông ta lại tìm cách để tái lập lại những cái hiệp ước đó, hoặc là tạo ra những cái liên minh mới để thay thế cho những cái liên minh mà ông Trump đã rút ra, và để tạo lại ổn định thế giới. Cho nên chúng ta thấy rằng là tùy theo cái đường lối lãnh đạo của vị Tổng thống Hoa Kỳ lúc bây giờ, thưa anh Hoàng Bách, là chúng ta không thể nói trước được, bởi vì cái đường lối của Hoa Kỳ nó thay đổi tùy theo cái ông Tổng thống đương nhiệm của đất nước Hoa Kỳ. Cho nên nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ nhì vào tháng 11 năm 2024 này thì đường lối của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi, và hy vọng là nước Ukraine sẽ không bị mất về tay Nga Xô. Nhưng mà nếu Donald Trump sẽ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ thì tôi nghĩ đó là cái thảm họa sẽ giáng xuống đầu dân tộc Ukraine, và nó trở thành một cái nước Việt Nam Cộng Hòa thứ nhì hứng chịu cái thảm họa về cái tay của Cộng sản Liên Xô trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên, chúng ta cầu mong rằng cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra, không xảy đến cho dân tộc Ukraine, không giống như Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa. Và để kết thúc
thì chúng ta thấy rằng là thế giới này an bình hay là chiến tranh, đó là tùy theo cái đường lối lãnh đạo của các vị nguyên thủ trên thế giới, và đặc biệt là Tổng thống Hoa Kỳ, người lãnh đạo cái cường quốc và được coi như là cái nước đầu đàn của khối thế giới tự do. Mong rằng chúng ta sẽ có được một người tổng thống đạo đức, anh minh, nhân ái, và có thể lãnh đạo được cả cái nước, cả các khối thế giới tự do để mà giữ được hòa bình cho nhân loại trong tương lai, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin phép quý khán giả cho chúng tôi khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi mong quý vị hỗ trợ bằng cách quý vị subscribe, like và share chương trình. Cũng cảm ơn anh Tiến, mặc dù đi xa, không ở thành phố Houston, nhưng mà cũng cố gắng gửi đến quý vị. Nếu có gì mà thiếu sót thì mong quý vị thông cảm. Xin trân trọng kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Mời anh Tiến. Kính chào anh Hoàng Bách, kính chào quý khán thính giả của đài, xin hẹn gặp lại trong cái chương trình lần tới.